Bộ Y tế New Zealand khuyến nghị với những người mắc COVID-19 sau khi tiêm vaccine mũi 1 cần chờ ít nhất là 4 tuần sau khi khỏi bệnh để có thể tiêm mũi thứ hai. Đây cũng là thời gian chờ tiêm được khuyến nghị với những người đã hoàn thành liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19 muốn tiêm mũi tăng cường. Trong khi đó, với những người mắc COVID-19 sau khi tiêm mũi thứ hai, Bộ Y tế New Zealand khuyến nghị chờ ít nhất là 3 tháng mới có thể tiêm mũi tiếp theo.